Đây là chỗ, đây là những cái xe cứu thương đó bạn. Đây là chỗ họ đưa những người cứu thương cứu cấp đem tới đây, đem tới đây. Không cho. Ở đây họ sẽ cứu cấp. Cái này là mấy cái ambulance. Chị cái ambulance này của Mỹ, ở trong này nó có tất cả những cái truyền máu, truyền nước biển, thuốc cái thuốc mà chích người ta bị đột quỵ chích vô liền để thuốc trợ tim, nó cũng như là một cái phòng cứu cấp lưu động. Ai mà hãy mà người ta bị thương là họ sẽ tới nhà. Từ cái trại chỗ mà họ đó thì nó chia ra từng tỉnh đó. Tới nhà mình là chừng 5 phút là có, nó tới đem, nó đem tới nhà mình, rồi cái lên xe cứu thương cũng như là vô phòng cứu cấp nhỏ. Bởi vậy thành ra nếu mà có bị đột quỵ hay là bị nạn thương nặng này kia đó là họ cứu cấp mau lắm. Đây là xe cứu thương, vừa cứu thương mà vừa chữa lửa luôn á. Nó đang đậu trong trong chỗ phòng cứu cấp đó, để nó cứu người ta đó. Thì đem người bệnh vô rồi mình chỉ coi, mình chỉ quay cái bản cái xe thôi. Ngoài nó nhỏ hơn á, là cái này là xe của nhà thương, ở này là xe của chữa lửa ha. Xe là đại khái là như vậy đó. Mọi người thấy không? Đây là chỗ cứu cấp. Đây là nhà thương Aventura Hospital. Thì ambulance nó chở người ta tới chỗ cứu thương á. Rồi xong rồi cái tới chỗ vô đây là chỗ nhà thương. Nó đường cất thêm một nó đường cất thêm một chặng như vậy bên này. Bây giờ cái này là nhà thương chính nè. Phía này có cái này để trở lại cái này. Nhà thương Mỹ rất là tân tiến vì được chính phủ bảo trợ. Và những người giàu ở đây thì thay vì đóng tiền thuế thì họ đem tặng cho nhà thương, thì họ được giảm tiền thuế, thành ra người ta cho nhiều lắm. Có một nhà thương ở cách đây cũng chừng một cái số là nhà thương Mount Sinai đó, có người cho cả mấy triệu bạc rồi họ để cái hình cái tượng của họ cho con cháu để đời đó ha. Thì nhà thương này là một phần là của chính phủ bảo trợ, một phần của chính phủ tiểu bang. Rồi họ cũng nhận tiền chính phủ liên bang. Chính phủ liên bang cho họ tiền để săn sóc những người không có tiền.
ví dụ như là nếu mình không có bảo hiểm mà mình bị thương thì họ cũng đem tới họ cũng chữa, không có tiền nữa không có đòi, nhưng mà họ sẽ biết trong duy tính là mình có nợ. Nếu mà mình có nợ trong cái nợ nhà thương đó thì khi mình mua nhà này kia là nhà ngân hàng bắt mình phải trả hết nợ rồi họ mới cho mình mượn tiền mua nhà hay là mượn tiền làm ăn, bởi vì không ai muốn bị nợ hết á. Còn già từ 65 tuổi trở lên thì được chữa miễn phí, không phải trả tiền. Không có tiền bảo hiểm thì phải có những medical center. Cái này là một medical center nữa. Thì họ sẽ có bác sĩ trả tiền để có chỗ nó phát thuốc miễn phí. Còn nếu mà người nào mà bị tàn tật hay là sinh ra tàn tật á, là chính phủ nuôi, chính phủ cho tiền nuôi. Nếu ở nhà cha mẹ thì chính phủ cho tiền nuôi, còn nếu cha mẹ nuôi không nổi á, thì chính phủ á, thì có những cơ sở mà để nuôi mấy người tàn tật. Được, nếu mình già quá là không có muốn không có nhà ở hay là không ở với con cháu thì nó có nhà dưỡng lão. Có nhà dưỡng lão không có tiền thì cũng khá sạch sẽ. Còn nếu mà mình có chút tiền á, thì mình vô nhà dưỡng lão hạng sang. Nhà hạng sang thì mỗi người một phòng. Còn nhà dưỡng lão mà ít tiền thì một phòng là hai người vậy đó. Nhưng mà cũng thì ăn uống nó khác nhau. Một bên ăn sang hơn, một bên không ăn sang hơn. Nhưng mà cũng có y tá, cũng có bác sĩ. Hôm nay mình Ngọc Anh sẽ cùng chia sẻ với các bạn về bệnh viện tại Aventura. Aventura là ở Miami Beach. Tại bây giờ đây là phía ngoài, cái này là chỗ đậu xe. Bạn thấy là ở đây phía bên này là emergency nè ha, là chỗ mà những người bị thương đó. Ambulance nó chở tới đây ha, emergency. Cái này là Heart Center. Yes. Can I take your picture quick? Yes, okay. I'm a Vietnam TV. Oh, I'm doing a reporter on hospital. Oh, okay. I just want to take your picture. Yeah, let me take you. Yeah, say hi to you. You are live on TV. Hi, live on TV. Yes. From Florida. Yes. You gonna take my picture? I am. Very nice. Hi. Thank you. Thank you. This is for the Hawk, right? The Hawk Center. Ah, cái này là bệnh viện Hawk Center ha. Huh? Cái chỗ này là cái nhà này là nhà tới tim, nhà chữa bệnh tim. Bây giờ mình vô mình coi ha. Bây giờ mình coi ở trong ha. Bệnh viện cái này là bệnh tim. Lát mình cho bà coi, cái bệnh viện này lớn lắm, to lắm. Người ngoại quốc đó bị đau yếu mà họ cũng đưa sang đây đó. Đó. Giờ mình coi ha. Cái này là Cái này là Aventura Heart and Health. Nó có nhiều tầng lầu. Dưới đây là chỗ ngồi chờ. Thì khi nào bệnh nặng thì nó đưa qua bên cái phòng cấp cứu trước.
đem ở nhà thương trước, cấp cứu trước rồi xong rồi họ mới đem từng phòng vô vô phòng. Thì cái đây là chỗ đợi. Cái này nó có lên lầu.